Mời các bạn like và đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Chen Mobile nha. Hôm nay mình còn một số máy và mình về một số máy mình giảm sale cho mọi người. Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi nha. Thì à, hình thức mua hàng bên mình thì mình xin nói sơ về hình thức mua hàng bên mình nha Thì à, cọc trước cái cạc 50, 100 hoặc chuyển khoản à, Cọc trước 50 thì mọi người tự chịu ship ha Cọc trước 100 thì bên mình sẽ bao ship cho mọi người luôn Và chuyển khoản full thì sẽ giảm giá 50 đến 100 tùy theo máy nha Có một số máy mình đã giảm mình không giảm nữa được nha Thì tùy máy mình mới giảm được Chuyển khoản full tức là mọi người gửi full tiền cho mình cho, bắn tài khoản ngân hàng á Chứ không có cọc bằng cạc nha hôm bữa có một bạn chuyển cọc bằng cạc mà bạn đòi bạn đòi mà gửi gửi cái mã cạc qua cho mình phun cái điện thoại thì cái đó là mình lỗ thật sự là mình lỗ tại vì mình bán lại cho đại lý á thì 100 trăm mình chỉ bán được 80 mươi thôi đó thì bên mình tất cả các máy mình đều tặng cộng sạc ha tại vì lần trước mình hết sạc nên mình không tặng còn cái này là mình tặng có tặng cộng sạc ha và những dòng iPhone thì mình có dán cường lực, còn những cái dòng này thì mình sẽ dán một số cái là cường lực gần giống với nó để bảo vệ cái máy là không có bị chày thôi. Rồi tiền ship thì mọi người cọc 100 thì mình bao ship tất cả luôn. Là tiền cọc trừ vào tiền máy ha chứ không không có thể nào mà tiền máy riêng, tiền cọc riêng ha, không phải vậy đâu. Thì mình trừ vào tiền máy luôn. Đó. Thì hôm nay mình còn một số dòng máy ha, mình đi mình đi từ phải sang trái nha. Thì đầu tiên là cây Nokia Nokia 5 ha. Nokia 5 RAM 3.16GB Có vân tay ở đây Thì lần trước mình bán với giá là 800.000 Lần trước mình bán với giá là 800.000 Lần này mình giảm cho mọi người luôn ha Là à, Lần trước là 850.000 Lần này mình giảm cho mọi người là 800.000 Còn 800.000 ha Nokia 5 ha Mình giảm sale, mình sale lỗ cho mọi người Thì máy này là Chạy Zalo facebook youtube bình thường hết ha Tất cả phím bấm bình thường hết và có cảm biến vân tay dưới đây luôn ha đây. 850 còn 800 ngàn nha có cảm biến vân tay dưới đây và YouTube thì mình vẫn xài bằng ứng dụng bình thường nha Nokia 5 đây. mình sử dụng hai sim ha Android là Android 9 nên mọi người sử dụng bình thường hết tất cả chức năng ok cam trước nha em trước nè em sau ha máy ok máy mọi người là 800 trăm ngàn ha thì cái phần này nó có nứt ngay đây nè nhưng mà nó không có nứt ngay cái kính nha nứt ngay cái uh, giữa cái kính và cái đèn flash nè hai cái này nè ở mặt sau nhám ha ngoại hình thì tương đối Đó, ngoại hình tương đối ha không có phải mới kem trăm phần trăm mấy này là mấy cũ nha mọi người Chú sạc thì chú sạc micro nha Mình sẽ tặng cộng giá sạc ha Và bao tiền ship cho mọi người ha 800 ngàn Bán sale nha mọi người Nokia 5 Màu đen rất là đẹp nha Cầm rất là mịn tay Tiếp theo là một cây chơi 5 2016 ha Gam 2 bộ nhớ 16 gb Bán mọi người là Cũng 800 luôn nha Bán mọi người sale mọi người là 800 ngàn luôn nha Gam 2 bộ nhớ 16 gb Cũng là 16 gb Ngoại hình cũng còn ok dùng cũng dùng chui sạc là micro nha cái này thì mình mở cái lưng ra thì mình cái sim mình gắn ở đằng sau nha rất là đẹp hai sim và một thẻ nhớ màn có ám nhẹ đây ha màn ám nhẹ đây mọi người nhìn kỹ mới thấy rất là nhẹ đây trừ ha cộng bình thường tất cả phím bấm bình thường nhiều khi cái cường lực á mình dán hơi dày thì cái cường lực nó hơi dày nên mọi người bấm mạnh ha ví dụ nếu mà mình không có muốn cường lực thì mình dở gỡ ra thì máy nó sẽ mượt lại bình thường nha nút home của nó à, nút nguồn của nó thì nó hơi cứng nhưng mà bấm vẫn ăn bình thường nha đó, tất cả ok hết cả phía bấm ok nha đây mình test cam đó, cam sau rất là rõ nha cam trước ok tất cả phím bấm ok hết nha màn amulet còn rất là đẹp luôn dùng uh, youtube bình thường nha youtube đỏ bình thường nha mình xem j năm hai sáu nè thông tin phần mềm nha phiên bản Android tới 7.1 luôn nha 7.1 nên mọi người có thể dùng YouTube đỏ bình thường ha cũng 800 ngàn ha máy ngoại hình còn cũng khá là đẹp tiếp theo Samsung Samsung hôm nay là có hai máy A6 nha gam 3 để em xem lại kỹ cho nha đây A6 cái kính thì kính cam thì nó có nó có nứt nhẹ nữa ha mặt sau thì mình dán rồi Viền thì có nhâm nha, để mình xem Có lưu ảnh nhẹ, nhưng mà mình chuyển thành cái cái màn hình tối như thế này nè Thì nó không có bị gì hết nha Rất nhẹ luôn, tại vì những cái màn sau này, màn Samsung thường nó sẽ bị ám nhẹ Màn Zin nó sẽ ám nhẹ cho mọi người, lưu ảnh nhẹ Samsung A6, để mình xem game bộ nhớ cho mọi người nha Android là Android 9 nha mọi người Bộ nhớ Đây. Như là gam 3, nhớ 32 rồi Đợi tí nha mọi người Con này thì nhìn còn rất là mới nha Gam 3 nha Gam 3 và nhớ 32GB Máy này học online là rất là ổn luôn lúc trước mình có xài một máy á nhưng mà bộ nhớ thì à, cái mình xài A6 Plus nha cái này A6 thì thường thì vừa tay mình à. nè này 5 chấm 5.5 tất cả mượt nè ha Đó, màn không có xước nhiều chỉ lông mèo nhỏ một số đường nhỏ nhỏ nhỏ, thôi đây màn cũng còn can lắm cam thì khỏi chê cam con này ok nha kem trước kem sau ok hết chỉ à, à, xước cái kính thôi nhưng mà chụp vẫn đẹp bình thường nha không có gì hết đây mọi người thấy rõ không gam ba nhớ 32 hai mình bán với giá là một triệu hai năm mươi ha con này thì mình tặng cường lực Và tất cả các con thì mình sẽ dán cường lực một số cường lực của nó một số cường lực tương đối giống nó ha mình tặng cường lực với lại cộng sạc với lại bao tiền ship mọi người ha một triệu hai năm mươi con này ở ngoài vẫn bán là một triệu sáu nha mọi người Mới nãy mình có thấy anh kia đăng là 1 triệu 6 à, Bán mọi người 1 triệu 250 ha Bao giá mọi người luôn Mọi người mua một cái máy Mọi người đánh giá nhìn chung tổng thể ha Chứ một cái máy giống như giống hiệu đi Ví dụ cây này với cây này đi iPhone 6 đều hết nhưng mà mình sẽ bán giá khác nhau Tại vì cái màn nó hoặc cái pin nó Hoặc là như thế nào đó Chứ mọi người không thể đánh giá qua cái cái tên máy không nha mọi người Phải đánh giá từng từng chi tiết máy mà nó có giá trị khác nhau Ví dụ máy nào gần giống nhau thì em sẽ bán giá giống nhau. Tiếp theo là một cây Oppo F1 nha. F1 mà không phải F1S mà F1 W. F1 W. Thì lần trước mình cũng bán với giá là 940 mà hôm nay mình giảm luôn còn 800 000 nha. Có chừng lộn giá mọi người. 800 000 nha. Oppo F1 W. Ngoại hình viền nè, ngoài viền có cấn móp nhẹ nè. Cấn xước chứ không phải cấn móp xước nha. Cũng chưa xạc à, micro luôn nha. Nút nguồn của nó hơi cứng tí nha, mọi người. Đây trừ nè, cộng nè, trừ nè. Ok hết nha. Camera phone hình cũng rất là đẹp. Ram Ram 2 bộ nhớ 16 GB. Ơ 3 chứ, Gam 3 và nhớ 16 GB tại F1 uh, S thì F1W thì nó cao hơn hơn những cái phần uh, cái thằng Neo nha. Neo 9 cho xuống còn Neo 9S thì nó khác nữa hey, Android là Android 5 chấm nha Bán mọi người là gam 3, nhớ 16GB Bán mọi người là 800.000 luôn nha Cường lực Cộng sạc cộng 100.000 là bao tiền ship nha Cộng 50 mọi người tự chịu ship ha Tiền ship từ uh, 40.000 đó ha. Rồi. Tiếp theo là cây Oppo Neo 9S nha Neo 9S tức là nó trên một cái dòng Neo 9 một 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 đời là một cấp bậc giống như là 6 g rồi trên đó là 6 s ha 6 s đó đây là 6 g 5 s 5 g thì mình còn hai cây 5 g hai cây 5 s oppo neo 9 nốt nha ngoại hình còn tương đối nha cái này cầm nhìn sang cầm nhìn rất là sang nha nút nguồn cũng cứng nha mọi người tại vì cái nút nguồn á là mình có thay đệm cho nó nên nó bấm vào hơi cứng tí thôi nhưng mà vẫn ăn bình thường nha mọi người trừ cộng ok hết nha camera đâu rồi đây đây chụp hình cũng rất là sắc nét nha mọi người có bộ camera phone mà chụp hình rất là sắc đó, à, em chứa bình thường nha tại vì cái cái đèn nó hơi chói hơi mờ đó Ha. mà chụp bình thường với lại cái cái cường lực mình dán che cái camera lại tí nè tại vì nếu mà dán xích lên thì nó ăn luôn cái loa tại vì cường lực này cường lực để che chạy thôi chứ không phải cường lực của nó ha mọi người mở cường lực ra là ok ha đó gam ba mà nhớ mười sáu ghi neo chín hết nha mọi người bán mọi người là chín trăm ngàn nha neo chín hết chín trăm ngàn có tặng cường lực nè dán sẵn nè à, um, À, một cộng sạc và bao tiền xếp nha thì cộng sạc nếu mà mọi người không lấy á thì em chỉ giảm mọi người là 20 ngàn thôi nha thì mọi người lấy thì em tặng mọi người tại vì cái cái cái, cái sạc thì em mua em mua um, một cái số lượng lớn để em tặng mọi người mọi người không lấy thì là lúc trước thì có kêu giảm khách có kêu giảm thì thôi em giảm 20 ngàn cho mọi người ha bán mọi người là 900 ngàn tiếp theo là cái Oppo A71 71 hay 51 gì đó em quên rồi Cây này màng 5.5 nè Rất là bự luôn ha Cái cây này ngoại hình nó giống như cái con Xiaomi Redmi 5 á mọi người nhớ không Lần trước là em bán với giá là 1 triệu 150 đó Nhưng mà Xiaomi Redmi 5 á Nó không có bằng cấu hình con này nha Nó không có mạnh bằng Oppo này này con này game 3 và nhớ 32GB em cho mọi người xem nha Nó có phản quang nhẹ dưới này ha Phản quang nhưng mà không ảnh hưởng cảm ứng ha Cảm ứng vẫn bình thường ha Đây. ha Bình thường hết phản quang vậy thôi chứ ngoài ra màn hình là ok đẹp giới thiệu điện thoại nha <laughs> g 13 rồi mắt luôn nè mọi người gam 4 nha chứ không phải là gam 3 gam 4 nhớ 32 ghi gam 4 lỗi 8 là như mọi người cái này là Oppo kiểu máy nó là CPH1723 Thì mọi người cha coi cái tên mà thường gọi của nó là gì như là A3 mấy đó A7 mấy A71 gì? À, có hai thẻ nhớ nha. hai sim nha game 4 mà nhớ 32GB game 4 thì mình có thể chiến game bình thường luôn nha game những cái game mạnh vậy nó cân hết Đó. Android Android là 7 nha Android 7 dẫn tải được bình thường nha mọi người này là nằm màn cỡ 5.7 inch đó mày mặt trước á mặt trước chùa cho mọi người ha mặt trước thì à không có chày xước đâu nó chỉ dính keo thôi em sẽ dán cường lực lại luôn tại vì em chưa có dán cường lực lại cho mọi người mặt sau thì nó có nhâm nha mọi người đó mặt sau thì có nhâm ha thì à, mọi người mua cái ốp mọi người ốp vào là đẹp có cảm biến vân tay phía sau và camera flash nè để test máy như là test rồi nha à chưa đây kem trước đây mượt ha rất là mịn luôn kem sau cam sau nè cam sau vẫn ok nha mọi người đó bán mọi người là 1 triệu hai luôn nha cấu hình của nó cao hơn samsung a 6 một chút nhưng mà ngoại hình nó hơi xấu một chút nên em bán bằng giá với samsung a 6 nha tiếp theo là em có bốn cái máy bypass là iphone 6 và iphone 6 plus iPhone 6 thì em có hai máy cái máy này cái máy màu bạc thì em bán là khoan để xem nha à cái máy màu bạc với lại cái máy màu vàng thì cái máy màu bạc á, thì nó cái vỏ nó đẹp hơn cái máy màu vàng thì cái vỏ nó có xước như thế này nè đó, nhìn vỏ nó không có được đẹp à, viền thì nói chung là viền tương đối nhưng mà cây màu bạc này á mọi người về mọi người sửa nút hom giúp em nha em ở đây em không có thợ sữa thì khi nút nguồn á thì nó hơi khó khăn hơn nhưng mà nút hôm thì ok nút hôm thì mọi người bấm đây nè cái mọi người bấm đây nè là vô ha nút hôm lý cái này là cây mất email mình chỉ để nghe gọi zalo facebook thôi còn bỏ sim vào không được ha mình bán với giá bay báp nha đó mất hình như là hư hôm nhưng mà còn vân tay á để em xem hư hom nhưng vẫn còn vân tay nha thì mọi người khi mà mọi người sử dụng á mọi người tạo cái vân tay tạo cái vân tay xong rồi mọi người đè nhẹ vân tay là được ha nó đọc ở chỗ đó đó cũng để em xem nó có bao nhiêu ghi ha 32 ghi nha mọi người 32 ghi cái màu bạc bypass không sử dụng được sim em bán mọi người là 800 ngàn ha 800 000 32GB mình để nghe gọi Zalo ha. Thì mình xài một cái máy khác mình dùng sim còn cái này á là mình nghe gọi Zalo Facebook và mình chơi game ha 6G 32GB. Hư hòm. Còn vân tay sử dụng vân tay bình thường. Còn cái này á là cũng hư à, cũng bay bán luôn nhưng mà nó không có hư gì hết. Đó, xấu hơn chút xíu. Mà cái hòm nó ok nè. Cũng 800 000 luôn nha mọi người. Tại vì em bán cái cây đó thì nó sẽ hơn cây này tại ngoại hình của nó Lại vân tay của nó. Còn cây này là à, em bán là tại vì cái home nó ok ha. Cái phím home nó ok. Mà cái màn hình của nó hai cái màn đều màn zin hot nhưng mà uh, kiểu là nó không có được uh, mượt mà cho lắm. Nói chung là xài được thôi mọi người, xài chơi game được thôi ha. Để em bật cái trợ năng lên cho mọi người ha. chuyển động nó hơi không được ngon cho lắm anh bán với giá là 700 ngàn nha cái màu vàng 700 ngàn chỉ chơi game được thôi mọi người vào wifi tải game bình thường nha Zalo Facebook gọi bình thường đó. nhưng mà cái mạng của nó hơi dở nha mọi người cái mạng của nó kiểu là Đây, nó có một số một số nó một số cảm ứng á nói chung con này coi youtube được nè à coi YouTube cho bé ăn cơm, giải trí rồi đó Thôi bán giá sale luôn đi Để cho mọi người dễ sử dụng ha Màn zin của nó nhưng mà một số Chỗ cảm ứng nó không có được mượt Coi YouTube được bình thường Sale luôn đi 600.000 ngàn, 600.000 ngàn nha Còn con màu bạc này thì Cái nút home Để mọi người 700.000 ha 32GB 700.000 Nói chung là cảm ứng nó không được ngon lắm 600, 700 Tiếp theo là cây màu gold Cây gold này á, là một sự phức tạp của một vị khách Cuối video em sẽ kể Nếu mà ai ai muốn lắng nghe thì cuối video em sẽ kể cái vị khách này ha, à, Màu gold cũng là bay bát luôn nha Viện thì có nhâm ha Có nhâm hơi xấu nè Mà cảm ứng mượt hết, ok hết Đó. Không ai lao nha 16 g có phản quang nhẹ trên đây nè ở dưới đây một tí nè hơi mọi hay mắt nhỏ đây nè còn cảm ứng ở đây là bình thường hết nè cảm ứng bình thường hết Đó là sáu lớp không sử dụng được sim thôi nó mất khi may nhưng mà sửa được nhưng mà em không sửa ha ví dụ ai đem về sửa được thì sửa nha Đó. camera bình thường hết camera game ok hết nói chung là chỉ không sử dụng được sim Em bán mọi người là 950 ngàn nha 950 ngàn 6 lết Bay bát Tiếp theo con này cũng bay bát luôn Cũng 6 lết luôn nha 16 sáu ghi 6 lớp luôn nha nhưng mà nó có email nè nhưng mà sửa cũng được luôn đó nhưng mà nó không hiện lên bỏ sim nó không nhận thì uh, sửa trên men á nhưng mà em không muốn sửa nha mọi người vẫn ok hết mọi người đem về mọi người sửa hai ba trăm gì đó mọi người xài em coi nãy giờ em coi youtube á đây em coi phim youtube đây đây nãy giờ làm xem phim youtube ha bé mọi người là một triệu nha ba hai ghi không ta a mười sáu ghi nhưng mà cây màu đen này nó đẹp hơn cây màu trắng một chút. Cây màu vàng một chút. Bán mọi người 1 triệu, bay báp. Còn đây là 950 000 Đây là 700 000 Đây là 600 000 1 triệu, 900, 700, 600, ha sửa giá lại là mọi người cập nhật giá lại giùm em ha. Tiếp theo là cái máy 5S nha, 5S thì em còn hai máy, hai máy màu đen này ha ngoại hình thì tương đối ha mọi người nhìn giúp em ha đó bỏ sim vào xài nghe gọi zalo facebook youtube bình thường hết không có tải sẵn một oh, em cái cái này em không có tải là chưa có tải cho mọi người cái tài khoản ai lao của em á tài khoản dùng để test máy á, em cho mọi người đó em cho khách em cho khách bây giờ không biết khách nào đổi mật khẩu của em luôn à, em chưa lấy lại được mật khẩu nữa đây Hai cây 5m thì một cây phản quang đây đây ha, nhưng mà không ảnh hưởng cảm mứng ha. Còn cây phản quang nhẹ ở khúc khúc này. Cây 16G và cây 32G, cây phản quang hơi nhiều một chút thì em để giá mọi người là 750 000 ha, 5m. 5m phản quang nhẹ 750 000 Còn cái cây mà 32G á là 800 000 nha. Đó, 32G 800.000đ ha, cây màu đen. Ngoại hình tương đối nha mọi người khách đổi mật khẩu luôn trời cái chán chết luôn cho mượn mà đổi mật khẩu của mình mới ghê chứ cam ok hết cái này thì gắn sim vào nghe gọi bình thường nha Đó. cái 16 g là 750 000 cây 32 g là 800 000 ha. Tiếp theo là một cái iPhone 5G, iPhone 5G cái mạng nó hơi xấu. Đây cái mạng xấu ở dưới nè em bán uh, trong video trước nhưng mà em chưa bán được bây giờ em sale luôn nha video trước em bán giá 500 ngàn video này em bán giá 450 ngàn nha có tặng cường lực cộng sạc và bao bao tiền ship nó cộng trăm ngàn nha cái màn này hơi xấu chút xíu nữa nè 450 ngàn này có qua có lại màn này xấu vậy đó nhưng mà xung quanh nó không có bị mờ còn màn này mờ cái kiểu là, là xấu cái kiểu là mờ ở dưới đây nè một khúc vậy nè đó, à, còn cái màn này thì nó hơi xấu xung quanh vậy đó kiểu nó hơi bụi á mọi người mọi người về mọi người mọi người về mọi người sửa hay là chùi gì đó đó vẫn có email vẫn nghe gọi được bình thường nha camera vẫn bình thường Nhưng mà 5 g đó mọi người lưu ý giúp em là mình chỉ coi được safari thôi ha đây youtube bằng safari thôi ha 5 g thì nó khóa youtube đỏ rồi cái này chưa tải. Thì uh, mọi người về tải nhưng mà mọi người đẩy cái Safari nó ra ha. Đó, bán mọi người là 450 000 5G. Nh nhưng mà cái mạng nó xấu nha mọi người chứ không có đẹp nha. Màn xấu, ngoại hình thì ok. Tiếp theo một okay, cái máy tính bảng lần là, là cái tab Huawei. Tab Huawei này á là mình coi được những cái phần mềm em tải sẵn này Zalo Facebook nè và bỏ cái điện à, bỏ sim vào nghe gọi được luôn nha em sale luôn nè với giá là 650 trăm năm hôm nay em sale ha bỏ sim vào nghe gọi được luôn đó zalo facebook à, chụp hình được luôn coi youtube được luôn tất cả đều ok chức năng đều ok hết đó em chỉ tặng cộng sạc thôi nha mọi người micro sạc micro ha sáu trăm năm mươi cái máy tính bản Tại em sai quá mọi người chứ giá này <laughs> em không có lời đâu mọi người. À tiếp theo là một cái iPad mini 1. iPad mini 1. Bán mọi người là 850 000 nha. 16 g Cái này em lấy vô 800.000đ em bán 850.000đ. Đây cái mạng nó hiển thị nó có ố vàng ha ố vàng mạng zin nó có ố vàng ở đây tí trên giữa tí không gì hết nói chung là tất cả chức năng ok bản này bản wifi 16 g coi youtube được bình thường nha youtube thì mọi người xem giúp em là trên trên safari ha Đây không có youtube đỏ không tải được tại vì ipad mini một cái os nó thấp á nên mình không tải được cái youtube đỏ mà mình coi được safari ha học zoom hay là coi tv đồ được nè chơi game vẫn được bình thường hết ha đó. camera hả camera tất cả chức năng ok nè chứng bấm ok nè ipad mini 1 800 nghìn. 850 000 đó chụp hình vẫn ok ha 850 000 cho mọi người ipad mini 1 850 000 tiếp theo một cái ipad 3 mà không sử dụng được sim nha mọi người ipad 3 không sử dụng được sim ngoại hình nè ngoại hình xấu Nói chung là em đánh giá là con này là hơi xấu một chút <laughs> Đây cái viền của nó nè Nói chung là phím bấm ok nè, phím bấm ok nè Keo nè, viền keo bị chốc nè ha mọi người Tại vì em thay pin đó mọi người, em thay pin rồi á nên cái viền keo nó hơi xấu nè Con này em bán sale mọi người là một triệu tư nha Tại vì con này thì có đổi một lần cho khách Tại vì khách mua về thì khách chơi xấu khách đổi là con đẹp hơn nhưng mà mọi người nếu mà mọi người không ngoại không quan trọng ngoại hình á quan trọng chủ yếu là chất lượng máy á, thì mọi người mua con này xài bình thường mọi người mua cái bao da ốp lại là nó sẽ mất cái viền này thôi và mất cái lưng này luôn ốp lại thì mọi người xài nó sẽ ngon hơn tất cả phím bấm ok hết nha nói chung là con này là pin ngon luôn đó đây cam ha em test cam mọi người ha xéo mọi người với giá là một triệu tư cam trước nó lỗi mọi người rồi ý cam sau nó lỗi chứ bữa nay phát hiện ra con cam thôi lỗi cam gì rồi bớt cho mọi người trăm ngàn nữa là một triệu ba ha ipad 3 lỗi cam sao à, bản wifi 16 16 g hay ba hai đếm xem coi ipad thì nó bự to đùng luôn màn là hiển thị đẹp nè bản 32GB g nha mọi người bán mọi người là 1 triệu 350 bản 32 g, đỡ cam sao, ngoại hình xấu một chút, bản wifi nha. Rồi. Tiếp theo là cái iPad 3 mà bản dùng được sim nha. Uh, iPad thì nó khác với cái Android ha, mấy Android này giống như là cái máy Huawei này nè thì mọi người uh, sử dụng uh, bỏ sim vào mọi người nghe gọi được ha. Còn iPad mà nó có sử dụng được sim đi chăng nữa thì mọi người chỉ xài được 4G thôi. Đó. Này cũng là iPad 3 ha, mà ngoại hình đẹp nha. Cái này thì em đánh giá hả thôi em dám đánh giá nào đánh giá mọi người làm chết keo thì cũng có chấp keo nè Chấp keo viền xung quanh tí nè nhưng mà con này nó đẹp hơn con kia con này nó đẹp hơn cái con kia với lại nó có dùng sim bản 16 ghi tức lắm mọi người tài khoản lao của mình mà mình vào không được mình rất là tức luôn sau này rút kinh nghiệm mọi người tự tạo lao để em không cho nữa đâu em lấy lại cái tài khoản này em thảy để cho khách test máy rồi Zalo Facebook ha YouTube bình thường ha YouTube thì mình xài từ iPad 3 cái mạng nó hơi nhăn chút xíu nha mọi người tại vì khi mà đẩy pin á cục pin á thì nó ảnh hưởng tới cảm ứng hơi nhăn nhưng mà không ảnh hưởng Ê, nó ảnh hưởng tới cái mạng nhưng mà không ảnh hưởng cảm ứng nha đây cảm ứng bình thường nha coi nhạc bình thường hết luôn nè safari á mọi người là web nè bỏ sim vào xài 4G được luôn nha đó, cái loa rất rất lớn luôn để em test cam nha đó, cam sao này cam trước được không rồi vẫn được nha cam trước cam sao bình thường hết 16 g bỏ sim được được luôn bán mọi người là một một triệu năm năm mươi nha một triệu năm năm mươi ipad hôm nay ipad thì uh, ipad bự nha ipad trên triệu nha mọi người thì em mới tặng bộ sạc còn iPad dưới 1 triệu thì thì em chỉ tặng cộng sạc thôi nha, giống như là iPad mini 1 với lại con này. Con này chỉ rưỡi thôi, iPad mini 1 rưỡi thôi. Thì em chỉ tặng cộng sạc ha. Có iPad 3 bự thì em sẽ tặng hỗ trợ bộ sạc cho mọi người. Tiếp theo là em có hai cái cây vép. Nhưng mà một cây thì nó nó bị mất cái boss ở trên. Cái này thì lâu lắm rồi. Em mua lại. Đó. Còn cái này thì em sạc nó không vô thì mọi người có sử dụng thì em bán mọi người là 300.000đ hai cây ha. Cái là Vubu, rack gì nè, up gì Đó. Cái này là cái váp thôi, không gì. Còn nếu mà ai muốn cái váp là gì á thì tự tìm hiểu ha. Để em bán hai cây 300 000 Mọi người về xài 6g ha. 6g thì nghe gọi thì em có ba mấy ha. Đây, từ mấy 6 trước ha. iPhone 6G, cái phiên bản này, phiên bản hiếm nha, phiên bản 10, 10 chấm ha, phiên bản iOS 10, để em xem còn vân tay không nha, pin nè, pin phiên bản 10 là không coi được pin nhưng mà pin sử dụng như là 90% á phiên bản iOS 10 phiên bản hiếm nha 6G iOS 10 thì nó như là nó phiên bản của 4 hết luôn đó nhưng mà ngoại hình nó hơi xấu nha nhưng mà do, do cái phiên bản nó ca cả... à, nó thấp nên, nên bán với giá là một triệu ba nha mọi người một triệu ba máy mất vân tay cả chức năng ok ha triệu ba cho mọi người nha tiếp theo là một cây 6G này cái màn nó phản quang nè đó màn phản quang nha bán mọi người là một triệu mốt năm mươi ha triệu mốt năm mươi để em xem còn vân tay không ha còn vân tay nha mọi người 16 sáu ghi còn vân tay cái lao này thoát được bình thường nha mọi người thoát được bình thường à, bật wifi lên là thoát thôi Làm mọi người mua thì em sẽ thoát cho mọi người luôn còn mọi người để đó đi rồi mọi người tải ứng dụng mọi người vào app store mọi người tải bình thường ha điện thoại á mọi người đừng có sạc qua đêm ha sạc qua đêm nó ư, có bị lỗi này kia lắm mọi người đừng có sạc lại nó ư có dễ gây cháy nổ em à, một triệu ba ha triệu mốt năm mươi ha thì uh, chi tiết máy thì em đã đi vào chi tiết cho mọi người rồi tiếp theo là cây màu bạc ha sáu g màu bạc sáu g thì em sẽ tặng cường lực cho mọi người đây mặt uh, màn đen ha để em xem nó còn bên đây không ha đây cũng tài khoản của em thoát bình thường nha ừ, 97 phần trăm nếu mà mọi người không có à, nếu mà mọi người sợ á, thì mọi người khi mà đi máy thì mọi người cứ nói với em là thoát tài khoản hay lao dùm ha hoặc là mọi người để nó đi rồi mọi người sử dụng mà chừng nào thoát cũng được hết em em đảm bảo mọi người luôn Cây này thì là 1 triệu 250 ha Tiếp theo một cây sáu ớt nha Cái này cũng ai lao để cho mọi người tải ha 6 ớt nha 6 ớt nó khác cái sáu g Cấu hình của nó là à, cao hơn Đó. Tài khoản ai lao đây Em đã lấy được cái mật khẩu tài khoản ai lao này rồi ha Đăng xuất bình thường ha Bấm vào đăng xuất bình thường thôi nè đó đăng xuất là bình thường bấm cá lỡ ra 6 ớt ha mười sáu để em xem còn vân tay không ha còn vân tay luôn nha mọi người đúng rồi còn vân tay 6 ớt ha phiên bản nó cao cam nó đẹp và chức năng ok 16 sáu full vân tay bán mọi người là 1 triệu 550 ha triệu 550 000 rồi. rồi đây là những cái mà uh, máy mà em giới thiệu ha thì em nói về một cái người khách của cái cây sáu lớp này em bức xúc mà bây giờ cũng đỡ rồi cũng mấy ngày rồi thì lúc trước á em có bán cho chú là cây ít bảy tiêu và sau đó chú mới đổi cái máy này cho em ha vậy cái đổi cái cây ít 7 tiêu qua cái máy này ít bảy 7 siêu em bán lúc đó là cũng lâu rồi cũng gần một năm hay gì rồi là một triệu một trăm năm mươi ngàn nhưng mà sau đó thì em chú xài chú xài khoảng thời gian chú chán rồi. đó chú mới muốn em đổi về cái máy khác thì chú nói là ờ, có ít bảy ít sáu đó lần trước em có cây ít sáu mọi người nhớ không thì chú muốn đổi cái đó đó thì chú mới nói là để đó cho chú đi chú cọc giữ cái ít sáu đó lại nha không có bán cho khách cái em mới đợi chú mấy ngày rồi cái không thấy chú gọi cái mới gọi lại thì chú nói là à, tự nhiên á chú nói là con chú hay gì đó cái cái điều đó không liên quan tới em mà chú nói là cái con chú là đi đâu đó đi đâu không gửi được không gửi máy ít bảy h siêu về được thì em nghe được như vậy đó chứ không phải là em không giữ máy cho chú tại vì á em còn bán cho khách khác nữa thì em mới nói là thôi vậy thì đợi đợt sau ví dụ như con lên video sau thì chú có mua thì chú à, nói với con ha còn mấy này con bán ha, cho khách khác ha chú ok chú nói ờ vậy thôi để chú lựa cái khác rồi qua mấy ngày hôm sau thì cái cây ít bảy cây ít sáu đó thì à, à, khách khác mua mua rồi cái à, cỡ tầm một tuần sau gần một tuần sau cỡ bốn năm ngày gì đó em không nhớ nữa cỡ bốn năm ngày thì em mới nhận được cái ít bảy siêu của chú thì em mới điện lại cho chú em nói là ờ sao chú gửi lại cho con thì chú đổi mấy nào cái chú nói chú đổi ít sáu các em mới bảo là ủa ít 6 mà sao mà lại lại lần, trước là chú nói không đổi mà bây giờ lại đổi thì chú mới nói là ờ, ừ, sao nói lần trước đổi mà sao giờ không đổi cho <laughs> cái em mới nói thôi bây giờ con bán rồi thì bây giờ chú cần thì con trả cọc với lại thu tiền máy thì con báo giá trước chú là con thu lại rồi đó thì con sẽ chuyển khoản cho chú cái chú mới nói thôi khỏi đâu để nó đi thì ban đầu chú nói chuyện rất là dễ nghe luôn để nó đi rồi thôi chú lựa cái khác cái chú đợi video sau nữa thì chú đợi sáu lớp này nè sáu lớp này bay bát lần trước thì em bán giá 1 triệu một triệu mốt lần này em bán giá trăm chín trăm rưỡi mọi người nè thì chú mới nói đổi cây này rồi xong nó gì nhất trí hai chú ha thì còn tiền dư đó thì con sẽ chuyển khoản cho chú thêm thì khi mà em đi đơn gần tới chỗ chú à chợ ở quảng nam quảng bình gì đó rất là xa luôn đi đơn có tầm ba bốn ngày nhưng mà đi ba ngày chú điện lại chú nói là chú không đổi cây này Tại vì cây này chỉ bay bass không nghe gọi được Ban đầu chú nói chơi game mấy phụ thôi Chơi game thôi Chú không đổi cây này chú đổi cây 5 ớt Cái em em mới nói là Trời ơi cái đơn hàng của chú đã đi đến Gần đến chú rồi Còn ngày nữa là nó giao chú rồi Mà chú còn đổi cái kia sao mà đi kịp Rồi xong tắt máy điện lại chửi em một hơi Một nói về cây ít 6 Rồi nói về cây này không đổi được cái nói chung á là chú dùng những cái ngự từ ngữ mà chú không cho em nói luôn rồi chú xưng mày tao với em luôn rồi chú nói là chú không lấy hàng nữa chú không nhận hàng rồi thí thí như sao đó nói nói chung rất là khó chịu à, mọi người á sau này mọi người rút kinh nghiệm giúp em là ví dụ mọi người mua á thì mọi người chắc chắn cây nào mọi người hả mua hoặc hả đổi hoặc là ờ à, kêu em để cây này lại cho mọi người mọi người cọc 100 giúp em em để cho mọi người tầm 3 đến 4 ngày 100 ngàn nếu mà để 4 ngày thì một ngày em được 25 ngàn đó thì em giữ cái máy cho mọi người rồi nhưng mà nói nói là em vẫn để cho mọi người tới một tuần thí dụ nếu mà mọi người hứa mấy ngày thì em để mấy ngày cho mọi người thôi nhưng mà đừng có quá nhiều à, em còn bán cho những người khách khác người ta hỏi mà mình chừa lại thì nó kỳ quá cọc miệng thì em không chịu cọc kẹt thì ok em giữ nhưng mà cũng phải có thời hạn giúp em đó thì mấy ngày chú cọc xong rồi chú không có liên hệ gì hết rồi chú gọi lại chú hỏi mấy này mấy kia tùm lum hết rồi chú nói chú uh, thôi để đợt sao rồi lại đổi ý đổi ý đổi ý nói chung là rất là khó chịu mọi người rồi em bán một cây máy em không lời bao nhiêu hết nhưng mà những cái chửi đó đó em nghe em mua <laughs> em mua nước mía em muốn á cho nó mát trong người á mọi người rất là tốn tiền <laughs> Um, em bán hàng rất là dễ luôn giống như là một cái máy em bán ra ví dụ như trong vòng một tháng đó em thu em thu lại cái máy không lỗi thì cho mọi người chỉ lỗ hai trăm ba mươi ngàn thôi chứ không có lỗ nhiều luôn nữa tại vì tiền đó em bù vào tiền kỹ thuật em để em kiểm tra máy em bù vào tiền ship là hết trơn rồi ê mọi người ship đi ship về em chịu mọi người đâu chịu đâu ê, mọi người thử ra mọi người mua một cây máy ở trong cái, cái cái cửa hàng thử đi rồi mọi người biết là giá nó làm sao đó rồi mọi người mua xong mọi người đem vô lại là không dưới 500 ngàn ha 13 Pro Max hôm bữa là anh kia mua mấy chục triệu xong rồi vô đổi vẫn là lỗ 4 triệu ha Anh kể với em Chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo mọi người ha Xin chào bye bye